ngày này theo truyền thống Công giáo. Chúng ta biết rằng mọi vật đều phải trung thành sống cho Chúa. Vậy chúng ta nài xin Chúa cho thi hài Hồ An Hoa Lương Thị Quyến mà chúng ta chôn cất vì xác thịt hư nát, nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh và những người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở lòng nhân từ trong khi xét xử để Hồ An Hoa này được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được đứng chân chiên lành ôm vào lòng, đưa về đoàn tù cùng vua muôn đời, để đáng được hưởng nguồn vui bất diệt làm một với cộng hòa các thánh. Người công chính dù chết sớm cũng được yên vui, vì chức tuổi già đáng kính trọng. Không vì phải, không phải vì trường thọ, cũng không phải vì cao niên, nhưng vì người đầu bạc thì khôn ngoan, và tuổi già lại một cuộc đời thanh sạch. Người tuổi già thì đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu dấu, và nếu đang sống dưới những kẻ tội lỗi cũng được Chúa rời đi nơi khác. Vì được đem đi như thế, kẻ sự răng cả biến đổi nào họ, họ sự tái họ với nhiều thời giờ làm việc này, bản linh hồn họ được đẹp lòng Chúa, nên Chúa sớm cất họ ra khỏi sự gian ác. Dân chúng nhìn họ mà không hiểu gì, không quan tâm đến sự kiện ấy, vì Thiên Chúa đã ân sủng cho các thánh của người, tỏ lòng từ bi đối với người và đói nhìn những kẻ. Alleluia, alleluia.
Lạy cha, những kẻ cha ban cho con thì con rằng con ở đâu chúng cũng ở đấy với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà cha đã ban cho con. Trọng kính đức ông kính mến, thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em, kính thưa gia đình nhà hiếu, nếu có khi nào thuận tiện để chúng ta biểu lộ mầu nhiệm các thánh cùng thông công, bày tỏ tình liên đới với nhau trong niềm vui cũng như nỗi buồn, thì tôi nghĩ đó là hôm nay, trong chính lúc này đây. Buồn với những người buồn, trước hết cộng đoàn chúng ta cùng chia sẻ nỗi buồn với tan quyến vì sự mất mát lớn lao là sự ra đi của người thân. Mất người thân, và nhất là khi người thân đó lại là cha mẹ mình, thì dù là ai, dù trong hoàn cảnh nào cũng vẫn thấy buồn. Chắc hẳn ta chỉ có buồn phiền mất mát thôi đâu, mà còn có vui mừng và phấn khởi nữa. Kể cũng hơi nghịch lý khi nói đến vui mừng và phấn khởi đây. Vậy kính thưa quý ông bà và trẻ anh chị em, tất cả chúng ta phải vui cho người đã ra đi, vì cụ bà Anna đã sống tới tuổi trên 76 năm. Của toàn thể giáo hội Mỹ và của nước Mỹ diễn ra tại tiểu bang Mass. Tiếp liền theo sau là cuộc cung linh Đức Mẹ La Vang dành cho toàn thể thế giới được diễn ra tại tiểu bang Missouri. Mặc dầu là người cao tuổi nhưng cụ đã có lòng sùng kính và yêu mến Đức Mẹ cách thêm, cho nên cụ đã tham dự một cách sốt sắng và trọn vẹn hết tất cả những ngày đại lễ đó. Quê hương là chùm khế ngọt, thân xác con người thật là chân quý. Đối với giáo lý Công giáo, thân xác con người vô cùng là quan trọng, còn đợi ngày sống lại đời đời còn phải đưa về nghĩa trang quê hương. Nghĩa trang thường xuyên chúng ta biết được rằng nay mai sẽ được trùng tu, có thể chúng ta hy vọng sẽ là nghĩa trang đẹp nhất, bậc nhất của huyện Tiên Lãng, và có thể là sánh vai với bậc nhất bậc nhì của địa phận Hải Phòng. Thì chào đức ông, một thời cụ cũng qua ghé vào phòng tôi có hỏi cụ rằng thế cụ ra đi lần này thì bao giờ cụ mới về chơi lại, thì cụ có nói rằng thì cha, sự thật con muốn đi lần này là lần cuối cùng sang nước Mỹ, để con muốn đi khám phá, đi du lịch một số nước nữa, rồi sau đó là con trở về Việt Nam mãi mãi. Tôi thật là khâm phục một người già như vậy, có thể nói được rằng cụ đã có những cái tham vọng, cụ đã có những cái tìm hiểu, cụ muốn chinh phục những cái nền văn hóa như những cái kỳ quan của thế giới. Và đáp lại cái lòng mong muốn của cụ thì người con gái và con rể của cụ đã lo cho cụ đi được đến Rome là kinh thành ánh sáng của đạo Công giáo, và nước Mỹ như một số nước nghe đâu cũng đã đi được vài nước, còn chỉ chờ đi khoảng 3-4 nước nữa thì là kết thúc, là cụ sẽ trở về quê hương. Đừng lễ thu chùa chúng ta đã nói rằng thầy là sự sống lại và là